Ngọt thì có tiền, bột cũng có tiền. Đá chanh thì miễn phí, cà phê miễn phí. Còn có tủ có giá đó, cứ uống gì thì coi ra. Nhưng mà mùa khiêm tốn không có không. Rồi giờ về uống cà phê hơn đá chanh. Đá chanh đi. Chua chua cái ghế thì giờ thì làm cà phê. Hàng nãy giờ nè, nấu trắng rồi nè. Vậy hả? Ừ, thấy hương. Ủa mấy anh đây ở gần đây không? Mấy em gần đây không? Cùng 12 gì? Là đi cùng với nhóm bạn trong kia luôn hả? Mấy em mua trong kia ngồi cho nó mát thì. Quậy ơi. Thầy tính đi bắt ốc đâu có ốc thầy? Cái ruộng á, muốn đi bắt thì để bắt thì về nấu thầy chờ mình ăn. Rồi luộc xả hay gì? Rồi đúng rồi. Đúng hoài luôn. Bướng bụi xả về chấm bấm xả luôn. Rồi. Làm thế mình cắt nãy có chiếc xe hơi lợi quá không mà thầy không có nữa mà. Họ phải coi giờ dắt chứ giờ thầy ngủ ngủ mà đi lợi. Đã ta để một được có giờ rõ ràng. Đợi giờ cái giờ lựa giờ ngủ không. Đi bắt ốc về làm két lúa mạch nữa. Để cho ưu tiên hai người nữ trước, hai ly cà phê đá chanh trước nha. Để phụ nữ buồn nha, đàn ông làm gương không. Thầy tâm lý ghê ha. Không phải tâm lý mà giải quyết tâm lý. Chứ không giải nỗi buồn ngàn năm. Mới ta nói phụ đàn phụ nữ giải quyết những lúc thì cần thiết. Đây múc đá thầy, đây múc làm cho. À đúng rồi, hay đá còn uống cà phê hết phải không? Đá đấy kìa, có cái khùng hai khùng ngủ cho khùng nào cũng được. Đó, đá chanh luôn thầy. Đá chanh luôn hả? Rồi đá chanh luôn thì làm luôn. Mấy em chắc hâm mộ thầy cũng lâu rồi hả? Mấy em đến chùa mấy lần rồi. Giờ đây lần đầu tiên. Biết kiếm không em? Có bạn em dẫn vô, chứ nãy em cũng đi lại. Mấy em chắc học cấp 3 ha? Dạ, em đi làm. Em đi làm rồi hả? Đại tá Phúc. Đúng đó chanh thì bán nhiêu ly rồi thầy? Để nói từ thiện mà cứ tiền cái thằng này. Mày không thấy để bán từ thiện mà sao có tiền mới cứ từ thiện quá tiền. Bò cũng từ thiện luôn á thầy. Ngày đại tá. Nói câu câu nào mày cũng chữ, bởi vậy tụi bay đâu có được ở đây. Hỏi cái ta bán mày hô từ thiện, còn cái ta từ thiện bị nó bán. Bây giờ ăn học, bởi vì ăn học cao cái sợ luôn. Ăn học không có nhận thức được cái nào là cho, cái nào là bán. Vì nó học đại rồi cái rồi nó nghỉ. Thì cái gì Phật tử không biết. Không nó học cao đẳng thì... mà đã cẳng đau nó nghỉ chứ không phải là học còn cộng học bãi trọ từ hồi cái bỏ chạy luôn. Bãi cho bỏ chạy á. Học riết mà giải viên dạy nữa. Rồi để ly ra. Thầy dùng từ hay quá trời. Thầy Phúc có bằng cử nhân báo chí là giỏi nha, không giỡn đâu. Còn tụi bây học báo nhưng mà báo đời. Không biết mấy mấy ba. Mấy ly, 5 ly phải không? 60 ly á. 60 ly mấy ngự? Đâu có khoe mình thôi. Còn khoe này là bán hết. Chỉ có là cho những người Phật tử đến chùa lễ Phật. Còn những kênh YouTube mà lon bồ cụm 80, ly đá chanh 50, ly cà phê 50, uống thôi. YouTube phòng đó. Quá hay. Nhưng mà tôi chưa thấy quay đúng không? Dạ. Khi nào quay rồi là tính tiền. À. Trời, vậy là mấy ly? 2 4 6 ly phải không? Cái nào ra cái đó. Thầy xưa học môn sinh học giỏi lắm nè. Học luật sư với thầy sinh học gì? Cái gì thầy cãi cũng được đó. Mốt đừng cho người này quay nha, tao ghét cái này lắm mày. Nãy vô thấy bằng cử nhân báo chí là giỏi hết hồn luôn. Bây giờ bởi vậy tao ghét nữa, tao không cần. Thầy đó, sao thầy không làm báo chí nữa rồi? Nhà rồi nãy vô thấy cái bằng kỹ sư kiến trúc bằng là giỏi luôn, quy hoạch đô thị hết hồn luôn. Ghê, thầy có bằng lái xe A1 B2 nhìn cái giật mình luôn.
rồi ra coi A1 hồi mày học lớp cấp 2 là người ta đăng ký khi học để đi học được, không phải đơn giản đó nha. Thầy chạy xe đâu có bằng lái xe sao rồi đang học mà nó ép học sinh nào mà đi học là phải đi học lấy xe. Thầy đưa xe tăng thầy lấy cũng được, cái đường nó ô tô container thầy lấy còn được. Thầy lái xe tăng qua Urana để cứu thầy. Cứu gì qua nó thầy trúng đúc cát nữa. Đó xong rồi nè, đó làm xong nè. Ở trong đây có bạn này là đẹp trai nhất nè, thấy không? Đúng rồi. Quậy cho đẹp trai. Đó, nghĩa là vương ha, nhờ khen đẹp á ha. Thầy là tao nụ hôn chưa? Phụ nữ á là mình chửi mình chê thì nó thích thú, mà còn đàn ông phải khen ngọt. Đợi giờ ngọt rồi uống cà phê đi. Tao nói bằng gì không bằng lòng. Thôi mà uống nước còn giờ lại phạt thì có nhang đây nè. Vô lại phạt. Ghê thầy dành thì, hôm nay cái mục đích của thầy á trưng bằng cấp ra để dành cho các chủ tịch nào mà không có bằng á, chụp hình cái bằng cấp thầy về rồi là tự làm tự đóng dấu luôn. Không, thầy cho cái mẫu. Học hè học cực khổ 4 năm, cái chục năm rồi học từ nhỏ đến lớn, cái bằng cấp khó khăn thì giờ thầy tu không đâu có sử dụng bằng đó, mình chụp cái bằng cái bà rồi nè, bà chụp cái bằng cái lấy mã sinh viên của thầy, cái để tên thầy nhưng mà hình của mình rồi đi làm khế cho thầy, cứ cơ quan nào cũng để tên Nguyễn Minh Phúc, nhưng mà cái mà ai hỏi cái là tôi đây, nhưng mà đại diện cho thầy là không? Ở tỉnh nào quận nào cũng tên thầy hết, đúng không? Nên là giờ cả nước cái bằng cấp nên có thể là ai cứ mượn cho giờ đi dạy học mượn bằng cấp được chứ không? Con thấy bằng cấp mà con nể thầy luôn á, thì học nể giờ thầy thì giờ chuẩn bị thầy đi làm lễ tốt nghiệp hai trường nữa nè. Trường gì thầy? Trường đại học học viện bộ ngoại giao. Ngoại giao hả? Rồi học viện chính trị. Dạ. Rồi một cái trường là trường đại học bộ nội vụ ở dưới để là học viện bộ học viện hành chính. Thầy. Đó là người ta mời thầy, người ta có nghĩa là người ta mời người ta tặng cho thầy. Giờ người ta nói thầy đóng tiền người ta tặng. Thầy em hỏi thiệt, con hỏi thiệt là thầy xưa thầy đi học thầy có quay cốp không mà thầy giỏi vậy? Trời ơi, ta học ta mướn người làm bài chứ không có quay cốp. Ta thầy... mướn cứ một bài là 5 triệu, 10 triệu. Họ làm bài sẵn cái ra chỉ cần tay vô bộ tao nhớ. Thầy có dở tài liệu không? Ta nói rồi mày tài liệu là dởm. Ta mướn người khi dùm luôn. Không, ta mướn vô mày khi đậu tao cho mày 50 triệu cứ môn. Tại vì học hết cái bằng tiến sĩ có 13 môn, 16 môn đúng không? Cứ 50 triệu nhân chục bằng có 500 triệu. Mà học cái bằng ta thường 8 tỷ, mười mấy tỷ, mà giờ có mấy trăm triệu trời bỏ ra họ làm sẵn mình đậu lấy bằng. Thư trách đúng không? Thầy... Không, giờ lựng quan đi. Giờ nói tụi con giờ có tiền đi, con bỏ đại 500 triệu 1 tỷ nhờ người ta làm luận văn, ta làm sách, làm nguyên cuốn cho mình đàng hoàng tên tuổi mình, rồi cái đĩa này, rồi thuyết trình mình lên, chỉ thuyết trình học thuộc một cái đơn giản mình lên thuyết trình giống như giới thiệu, ví dụ như cái khoa nào thì mình giới thiệu về như thường thường cái khoa nào á, nhất là khoa du lịch là họ giới thiệu hay nhất, còn các cái khoa khác thì mình giới thiệu về thuyết trình của mình về tình hình xã hội hiện nay, rồi tình hình cái gì tình hình trong 2020-21 có những cái gì nổi trội nhất, rồi tình hình ta để là giờ thầy sẽ cho luận văn tiến sĩ về tình hình hiện nay Covid vì sao bế tắc, rồi vì sao mà sống chung với dịch vậy đó, mà khi sống dịch thì chúng ta sẽ làm những gì và ứng xử như thế nào và giải quyết như thế nào trong tình hình xã hội hiện nay. Thầy cho cái đề tài thì chuẩn bị làm đấy, tụi con làm đi, thầy cho bằng. Ghê, thầy học giỏi ghê á, không phải đơn giản. Nói cái mày chụp hình thiệt hả mày? Thầy ơi, con hỏi xíu. Nói chứ cần tao gỡ cho mày bản chính, tao ken ra đàng hoàng nó rõ mày mới cướp được, chứ còn tự nhiên mày chụp nó không có rõ đâu, mày cướp mất công. Ai có Zalo thầy tao chở cho mày bản chính luôn, rồi tao ken cho rõ cho mày sửa, coi chỉnh sửa Photoshop mày giỏi không.
Nó nói chứ chụp hình rồi in ra nó tóm gọn có chữ ký sống với không được đâu. Ví dụ như thầy nói gì chứ mượn bằng không có được đâu, con ở tù rụt xương chứ bằng không ai nhận hồ sơ đâu. Con nghe nhiều người nói là thầy con giả nộp vô rồi mốt làm ta đuổi. Còn bằng thạc ta sẽ xét duyệt qua quy chế vô cái quy chế của nhà nước, có nghĩa là thời gian mình dạy bao nhiêu năm và có đóng góp gì và đã dạy sao người ta mới cho mình vô. Con nghe nói là thầy ở ngoài bộ về nằm vùng đó không mà. Thì người ta nói sao thì đúng vậy. Còn nhiều người nói kêu thầy là đại tá thì thầy còn hơn đại tá nữa. Hơn đại tá là gì thầy? Thiếu úy rồi thầy. Thiếu úy. Không, thiếu úy rồi mới lên đại tá. Yeah. Trung tá, đại thượng tá, trung quý, tá. Thượng úy. Không, tùy theo cái ngành rồi quân đội nó khác, rồi bên công an nó khác, nó tóm gọn lại làm cái từ để cho khác biệt một chút để cho nhiều khi để người ta nhận diện được. Thầy là binh nhất chứ đại tá gì. Thì người ta nói gì ta nói, đúng thì ta nói mà sai người ta cũng nói thì tiêu hết ứng. Ủa sao bữa nay ta thấy trên bàn có củ lan củ mì vậy mày? Dạ con mua cho thầy. Nhỏ này lây lanh đấy ớt. Rồi mua không mua khang mà lấy gì nữa. Khang 10.000, 15.000 ký mà lên quán mua để chị chở cho mua. Thầy ăn thịt ăn cá mà đem củ lan cúng cho thầy. Chắc tưởng thầy ăn chay rồi. Không dám đâu, nó tưởng đâu thầy ở Củ Chi. Thì thầy ở Củ Chi. Củ Chi là củ mì là xứ tàn, cứ tàn ngán người chết mày đi mua. Bởi vì đúng rồi, bữa nào tao dẫn mày đi Củ Chi chui hầm. Ồ, lụm lựu đạn. Thầy đấm. Và chơi bơm. Và bơm và cứ bơm. Và sử dụng bơm. Có những lúc bơm bị lép, có những lúc bơm bị to. Ở nhà dưới trận bom á thầy, lâu ghé về thăm không? Có lên nó một kho đạn luôn, kho bom luôn tại ở huyện ở địa đạo Củ Chi. Thầy nói thầy vô quay phim chụp hình thoải mái. Thầy. Rồi máy bay nhiều lắm. Máy bay loại nào cũng đó có hết. Còn cái nhà thầy dưới trận bom thầy lâu ghé gì không? Thầy đâu có cái nhà nào đâu. Thầy có nhà bom. Nói. Thầy có cái hầm chứa bom và cái bãi chứa bom. Và cái khung lũng chứa bơm và một cái đồi núi chứa bơm. Thầy bán đi thầy, bán cho Ukraine thầy làm vũ khí. Chúng ta cưa bơm, thưa bơm, thưa bơm. Thầy quá và tôi ăn bơm. Nó ăn bơm, bơm 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 vậy. Đố thầy quả bom thì gọi là quả thì quả bom là lụ mìn, cái lụ mìn là nổ khải vậy nè, ai xèo bùm chả đúng không, lụ đạn. Thì nước nào chiến tranh là bên Mỹ phái lắm, bán vũ khí. Giờ ai muốn chiến tranh là ta chọc cho mày quýnh nè, tao bán vũ khí đúng không, nó mới vào. Thầy có chỗ con đó thì bán đi. Tiền bao la, tình lai láng. Vàng thì đầy hầm đầy kho, không lo gì cuộc sống đói. Giờ thầy chỉ thiếu đệ tử dài 6 múi để nuôi. 4 múi luôn thầy. Thì 4 múi thì thầy cho luyện tập riết cho thành 6 múi đúng không? Thầy nói không múi nào, luyện tập riết từng có múi từng từ. Bạn nào có 1 múi được không thầy? Thầy nói rồi 6 múi, nhưng mà phải luyện tập sao cho thân hình đẹp, phải khi đàng hoàng. Còn bạn nào thì chưa? Đo từng khớp, tắt từng miếng, từng ly, từng tí chứ phải đụng chuyện cái là xong. Thầy phải tiêu chuẩn nha, tiêu chuẩn của thầy. Tiêu chuẩn chứ. Tiêu chuẩn của thầy phải là da đen. Trời ơi. Cao 1m8. Góc da trắng, da vàng, da tím vẫn quan trọng. Quan trọng mọi cái đều đẹp. Mấy ông to và đều hấp dẫn và đều phải cứng đơ cà lơ phát phơ và phải sắc chịu đựng lâu dài. Mấy ông Ebola với lại Nigeria đó. Đen đen. Thi chuẩn là thầy mới đáp ứng đủ. Hấp dẫn và điều phải
Đó, giờ tụi con nói những câu nói nào hay con lấy cắt đó làm TikTok. Giọng nói chính thật của thầy. Thì mình lấy một cái câu thầy nói, nhiều cái câu mình có thể cắt ra một từng miếng mình. Hai chúng ta sẽ biện luận. Cục cứt tuy khối thiệt nhưng mà giờ hiện tại là có một cái đạo thờ cục cứt. Ai thờ mà vô lý vậy thầy? Thì tìm hiểu đi. Có nước nào thầy? Thì không biết hồi sao bên Ấn Độ thì quý nhất là cứt trâu, cứt bò, cứt dê. Và một cái nước là quý cứt ngừ. Và Việt Nam cũng có lấy cứt ngừ để chứ không? Tứ rau, chứ cải mà chúng ta ăn hàng ngày. Nó tốt lắm. Nước đái với cứt ngừ á, ta quậy vô cho lỏng, bắt đầu tứ lên. Thầy có làm thử chưa thầy? Có rồi, thầy thấy trước mắt luôn, họ quậy. Ghê, thầy nói đạo gì, đạo thần cũng cứt. Thầy nói mày quá. Con chưa nghe, chưa tin. Thì mày chưa tin thì từ từ mày tin. Đu thầy Ấn Độ á. Chứ hỏi mày ta nói cặt lỏ cái tụi bay giờ phản kháng, tụi bay coi không ra gì. Mà giờ mày tìm đi những cái khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những di tích lịch sử quốc gia của Việt Nam mình đều có triển lãm hết. Đó, giờ thầy nói chỉ cho ngay chỗ Khảo Cầm Viên để là di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, vô cái mua cái vé 40.000 cái vô người ta có ba con cặt dài 3 mét vậy nè, bằng đá dài cao gì to bự rất là đẹp luôn. Thầy không thấy mặc đồ đồ đó banh cho thầy cái tối á? Không có, tuổi này không có, nó cắt đầu cắt ngõ gì đó, nó ráp cái đầu thầy vô ngồi mới cho TikTok luôn á. Mấy ngày trước nè. Mấy nó thầy chỉ nói cắt dáng siêu hình, nó cắt dáng đồ gì cho mát đó. Nó cắt dáng siêu hình. Cũng đâu xích xin đồ đi đá banh không. Tiếp này cũng 50 triệu. bộ xịn bẩn nè. Rồi lên chụp đi. Rồi lên đây. Rồi lên chụp trước đi. Bữa hổm chụp rồi. Thì quen rồi nhưng mà bạn mới có giá trị, đưa cho người ta chụp giùm cho. Rồi chụp từ ngừ lát cái gửi. Chụp phải có ông mày chụp cái này đi quậy. Chụp cái này đi em. Tắm đi, bữa hổm chụp rồi. Thầy thấy trai sáng muốn cái thầy tôm tóp. Thì nó mình nhiều chuyện. Có ba muốn gửi thầy. Thì lên chụp hình muối không muối gì. Thầy chụp rồi hơi cái bác công thầy có khách tới cái là không chụp được. Thì mà không thôi trời ơi mày mời con không chụp rồi là tiếc. Chụp chắp tay nữ chắp tay. Rồi lên đây nhanh lên. Chụp nữ lên trước đi. Nữ lên trước đi. Rồi một cái điện thoại ai đại diện lá cái lấy Zalo thầy gửi cái gì hả? Ừ, lấy Zalo thầy rồi. Khách bạn Zalo. Ở đây. Đứng đây nè mà lấy hết nè. Xa nó mới thấy hết chứ xác quá. Không có kinh nghiệm gì. Quậy lên hung thầy cái quậy. Rồi chụp từ người đi, người cái đầu chắp tay nè. Chụp hết luôn hả? Chụp hình cho thầy nha. Rồi. Rồi chụp hết lên. Rồi. Rồi. Chụp chung với thầy thôi. Chắp tay lại Phật ơi, chắp tay lại Phật ơi. Thầy mặt thì thấy bảo nha. Thầy cười lên thầy. Rồi. Chụp thấy bảo. Bằng tăng. Bằng tăng. Rồi xong. Cảm ơn. Rồi. Và hai con trai kia. Thầy chụp hình còn ngại nữa. Bằng tăng đang tĩnh tâm. Chụp thầy mà ngại. Không khẩu trang đúng rồi. Rồi ôm vô đúng rồi, hỏi đúng rồi ấy chụp anh nha. Không thầy luôn đi, không thầy hút cái này, hút lại hút đó thầy, hút lại đi rồi còn nút lửa luôn nút à, nút lửa luôn ôm luôn nút lửa luôn rồi anh kia còn anh nữa, hai anh nữa. Anh này đẹp trai nhất nè. Đây đẹp trai nhất nào. Lần lượt lên danh hiến nha thầy. Rồi từ từ chụp cái tôn trọng. Xong rồi ôm hôn coi. Tôn trọng dưới đây hôn là sao? Rồi, ôm hôn coi. Hôn cái thầy ơi. Hôn thầy. Rồi hôn thầy. Chạm môi luôn, chạm môi luôn. Chạm môi luôn, môi chạm môi luôn. Môi luôn, hôn môi luôn. Rồi sao? Rồi chụp nè. Rồi thằng kia chụp nè. Chạm môi luôn, chạm môi luôn nha. Thầy bữa nay coi như là ăn sáng muối không? Rồi đẹp trai nhất luôn thầy. Diễn viên không? Rồi 1, 2, 3.
rồi nút lửa luôn. Ôm sát vô gì, ôm gì xa quá. Sát nữa thầy, à. Thầy sát chút nữa. Quá cũng lại đây. Đó đó, sát vô. Trời ơi. Sao bố lửa luôn à? Trời bạn trai kia lên đây. Cái bạn nó xanh nè. Đi. Nó rồi thầy ơi, hôm nay thầy nhà, thầy nhớ nữa, nữa anh. Thôi mà hở một cái đủ phê rồi. Cái nữa đi. Thôi, cái nữa đi. Phê lắm. Đó, thầy kia cái nữa đi. Thầy không phê lắm chịu nổi. Tùng quá. Đúng quá hả? Chơi chơi mỗi ngày chứ ai chơi lâu lâu rồi nè, để thầy bấm chơi. Thầy nói chơi chơi là gì vậy? Mấy khi gặp. Đó, nó hạnh phúc đến nỗi mình run rẩy luôn ha. Yêu. Nè chụp lại đi nè, đứng tới bên này chụp nè. Tới anh này nè, đó. Đó. Yêu mà ra đây. Yêu mà cứ giấu giấu. Không không thôi rồi không rồi thấy giờ không lạ giờ không chịu thầy thời giờ đúng rồi giờ không luôn rồi thầy tưởng không luôn rồi 1 2 3 nút lửa nè thôi không bây giờ không thầy đi thầy thơm thôi vậy rồi vậy được thầy cho mình vậy thôi nó ôm nè nó ôm nè chồng vô sát vô thầy sát vô cái gì lỡ à thôi vậy lỡ lỡ rồi lỡ quá rồi lại chỉ ôm vòng tròn dưới với ấm thầy luôn nè thầy ơi trời chẳng cái gì đó hả thầy không được thấy không nếu mà đồng ý thì nhẹ nhàng còn là không ấy là chân mạnh và bạo lực bây giờ dùng bạo lực được chưa thầy chơi mấy cái tua bạo lực quá chơi cái mạnh quá mà sau khi đây là cảm xúc mạnh thầy cho con hỏi sau thì thầy hôn những cái chai sáu muối cảm giác thầy sao thầy thì như đệ tử thầy thôi như con ruột của thầy thôi mấy đứa cháu thầy thôi chứ không có gì lạ cho thầy không có gì lạ thôi có nghĩ gì đâu ta có chơi ta cũng im lặng bao nhiêu năm nhân đã qua tay thầy Phúc rồi giờ chiều nay khuyết khóa mà sao mà khó cặn gì không chiều nay thầy bận áo chứng qua là khuyết pháp